Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người mắc COVID-19 trong khi và chế độ chính sách quá cho cao người tham gia chống dịch COVID-19. Chi phí, thì đáng chú ý, từ ngày 20 tháng 10, người mắc COVID-19 sẽ phải tự thanh toán chi phí điều trị nếu không có thẻ bảo hiểm y tế. Nếu có thẻ thì được thanh toán theo quy định của pháp luật. 100 tỷ trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm B. Về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 từ ngày 20 tháng 10, trong quý vừa người qua, có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người không có thẻ bảo hiểm y tế tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 2,8 lần. Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tăng 129%. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu và đảm bảo kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Các chuyên gia kinh tế lý giải thành công này của ngành đường sắt chứng tỏ sự quay trở lại của hành khách là rất lớn, tận dụng tốt cơ hội khi giá vé máy bay tăng cao thời gian qua.